Trên tay mình là một con Asus TUF A14 phiên bản 2024. Và mình thấy là Asus họ làm cái máy này y hệt như một con ROG Zephyrus G14. Hôm trước là mình đã làm video review cho các bạn về con Zephyrus G14 2024 màu trắng, các bạn nhớ không? Thì con Asus TUF A14 ngay bây giờ nó có một cái chất lượng rất giống với lại chính cái con G14 đó luôn. Đầu tiên là về cái họa tiết bên ngoài, các bạn sẽ thấy là cái máy Asus TUF á, nó vẫn có những cái DNA rất là riêng của nó. Chẳng hạn là phần mặt A nè, đấy, vẫn được làm bằng kim loại ha. Vẫn có một cái logo TUF nhỏ nhỏ ở ngay cái góc phía này. Nhưng mà ngay bây giờ nó được làm và in chìm hơn rất là nhiều. Mình thấy là về cái độ mờ đó, là nó sẽ mờ hơn cả cái phiên bản 2023. Cho nên là khi mà các bạn cầm cái máy này trên tay á, thì cái phần mặt A của nó ngay bây giờ nhìn nó rất là sạch nha các bạn. Cái phần mà cái hốc thoát gió, hốc tản nhiệt ở chỗ này nè, nó cũng được làm với lại cái họa tiết của TUF luôn ha. Nếu như các bạn nhìn vào trong cái phần mặt của màn hình với lại là chỗ bàn phím và trackpad á, các bạn sẽ thấy là nó rất là giống với lại một con G14 luôn. Mình thấy là về cái họa tiết nè, cái độ đồng đều nè, khi mà họ làm cái phần mặt C này nè, ngay chỗ chiếu nghỉ tay và khi các bạn chạm vào trong cái chỗ bàn phím á, là nó rất là giống luôn ha. Và cái đặc biệt của con A14 năm nay á, là nó được trang bị một cái con CPU đến từ AMD. Cái mã hiệu của con CPU á, là Ryzen 9HX370. Cái tên nghe hơi khó nhớ ha. Nhưng mà chính cái con NPU ở bên trong con CPU ngay bây giờ á, nó có lên tới cái giá trị NPU là 50 TOPS. Và nếu như các bạn cộng thêm cả con RTX 4060 là max option ở trên chính cái máy A14 này á, thì các bạn có thể mang đến cái giá trị tổng cộng là 233 TOPS ở bên trong các cái ứng dụng AI. Cho nên là ngay bây giờ chính cái máy này nó cũng được thỏa hiệp với lại cái tiêu chuẩn Copilot Plus PC của Microsoft họ đề ra. Cho nên là khi các bạn mua cái máy này, tất cả những cái tính năng AI mà các bạn cần sử dụng ở trên máy nó cũng sẽ được tối ưu hơn. Thêm nữa là cái máy này nó chỉ nặng có 1.46kg nha các bạn. Và các bạn thấy cái độ mỏng của nó nè, nó không khác gì một con Zephyrus luôn. Cho nên là năm nay rõ ràng là đối với cái máy A14 mà Asus họ làm, mình thấy là họ dựa trên cái sự thành công của chính cái con G14 á, họ làm lên một cái máy mà mình thấy là nó đã hoàn thiện tốt hơn rất là nhiều so với lại trước đây. Nhưng mà đương nhiên là họ vẫn có cái option màn hình lớn nha các bạn nha. Và đây là con Asus TUF Gaming A16. Thay vì như con 14, các bạn thấy là nó rất là nhỏ đúng không? Rất là nhỏ, rất là nhẹ, nó giống như một con Zephyrus vậy đó. Thì năm nay con A16 nó vẫn to, vẫn bự như thế. Và màn hình của nó cũng là kích thước 16 inch. Về tất cả những cái thứ bên trong á, thì gần như là hai cái máy này nó giống nhau về cả phần cấu hình vân vân. Nhưng mà đối với cái option của GPU á, thì cái con A16 nó lên tới được là RTX 4070 chứ không còn là 4060, bởi vì cái khung máy nó lớn hơn, nó giải nhiệt được nhiều hơn và cái TGB tối đa lên tới là 140W. Nên là khi các bạn muốn chơi game á, thì ở trên cái máy này mình tin chắc là nó cũng sẽ khiến cho các bạn hài lòng. Cái màn hình của con A14 và A16 á, tuy là nó khác nhau về kích thước nhưng mà độ phân giải là giống nhau, đều là 2.5K 165Hz 30ms. Cho nên là khi các bạn chơi game á, thì mình thấy là cả hai đều ok. Nhưng mà nếu như mà con A16 này mà lên được cái option mà khoảng 4K đó, mình nghĩ là nó sẽ ok hơn nữa ha. Cái khác biệt của con TUF với lại con Zephyrus ngay bây giờ là họ phân cấp bằng cái chất lượng của tấm nền thôi. Thì như mấy con này là tấm nền vẫn là IPS ha, nó không phải là OLED. Nếu mà lên tới OLED thì nó không khác gì con Zephyrus hết. Con A16 nó cũng khác so với lại con A14 là cái hệ thống quạt của nó cũng tốt hơn. Ngay bây giờ nó được trang bị cái công nghệ cánh quạt ArcFlow mà thế hệ thứ hai, và nó có hai quạt như thế. Cho nên là cái khả năng làm mát của nó cũng tốt hơn. Vậy thì qua cái video này các bạn sẽ thấy là những cái máy series A của Asus ngay bây giờ nó có một cái chất lượng rất là tốt ha. Và mình hy vọng là sắp tới thì mình sẽ mượn được con A14 này về nhà để mà làm review thêm cho các bạn coi. Tại vì mình cầm con này mình vẫn thấy là con này build nó thậm chí còn ngon hơn con A16 nha các bạn. Mình thấy là nó vừa nhẹ mà build nó vừa cứng nữa. Nó không khác gì một con Zephyrus hết, ngoài cái chuyện là cái màn hình của nó hay là cấu hình của nó thôi. Thì sắp tới nếu mà mình có máy ở nhà mình sẽ làm review kỹ cho các bạn coi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.